Về an toàn á, thì mình vẫn đánh giá cái mũ này nó cao hơn. Ví dụ cái này được 8 điểm, cái này là 9 điểm rưỡi đi đó. Nhưng mà về cái độ thoải mái để mà đội, để mà đi lâu dài á, nó không làm cho các bạn bị chì, bị mỏi cổ, bị đau á, thì các bạn chọn cái mũ này á. Chào mọi người trở lại với Heavy Channel. Ở trên bàn đây là những cái màu mới của chiếc mũ 3 phần 4 rất là nhỏ gọn nhẹ là Just 205. Thì cái dòng mũ này từ khi được điều chỉnh giá bán từ 1 triệu 6 còn 1 triệu 3 thì nó trở nên hấp dẫn rất là nhiều, và hãng liên tục cho ra mắt những màu mới. Hôm bữa là mình giới thiệu màu này là màu camo vàng bóng, rất là đẹp, cái kiểu nó giống giống như cái mũ HV Black ngày xưa mà mình hay nói á. Rồi ở bên đây là hai màu mới vừa mới cập bến, đó chính là màu xám nhám titanium. Trước đó là có màu đen nhám, còn bây giờ là màu này là màu xám nhám nha. Cái màu này là màu xám bạc, giống giống kim loại vậy đó, thì nó sẽ nhạt màu hơn so với cái màu đen nhám. Nó sáng một chút xíu nhưng mà nó không quá chói lọi giống như những cái màu như màu vàng này. Còn ở đây là màu đen bóng, trước đó nó chỉ có đen nhám thôi, nó không có đen bóng, thì bây giờ là về màu đen bóng. Mũ này là mũ hai kính nha các bạn. Nhắc lại một chút xíu thì chiếc mũ này nó rất là nhẹ, nó chỉ có 1120g tới 1140g thôi nha. Thì bây giờ mình sẽ so sánh chiếc mũ này và mũ Yuhi 878, cũng là mũ 3/4 hai kính và cũng là tầm giá 1,3 triệu luôn. Ở bên phải mình đang là chiếc mũ 3/4 hai kính Yuhi 878. Chiếc mũ này giá là 1,3 triệu, ship tặng nhà là 1,337 và khối lượng của nó là 1450g. Còn ở bên đây là chiếc mũ CS 3/4, chiếc mũ CS 205, cũng là mũ hai kính luôn. Thì chiếc mũ này cái giá nó là 1,3 triệu, cũng ship tặng nhà là 1,337, nhưng khối lượng của nó nhẹ hơn rất nhiều, nó chỉ có 1120g thôi, nghĩa là nó nhẹ hơn 300g so với mũ này. Và nếu như các bạn tới đây bạn thử, bạn cầm hai chiếc mũ lên, rõ ràng bạn sẽ thấy cái này là nó nhẹ tanh tanh hơn rất là nhiều. Hai chiếc mũ này thì hiện tại là cái giá nó bằng nhau, thì mình cùng phân tích thử coi cái mũ nào nó sẽ phù hợp các bạn hơn. Chiếc mũ Yuhi 878 này nó nặng hơn á, bởi vì cái lượng nhựa sử dụng cho cái vỏ này nhiều hơn, và cái lượng nhựa nó sẽ chiếm cái tỷ trọng rất là lớn để tạo nên tổng thể cái khối lượng của cái nón này. Mình nghĩ chắc phải tới 90% á. Cái lượng nhựa nó nhiều và nó bao phủ rộng hơn. Chiếc mũ này mình sẽ đội thử cho các bạn coi ha. Cái này đang là size L nè. Đội thẳng xuống nè, thì nó sẽ che từ trên đây nè xuống tới đây, bạn sẽ thấy nè. Đó, là cái phạm vi á, che phủ của nó rộng hơn so với chiếc mũ CS 205. Bởi vì cái lượng nhựa dùng nhiều hơn, cho nó vô hình chung á, nó làm cho chiếc mũ này trở nên nặng hơn, và đồng thời cũng là cồng kềnh hơn, và đồng thời cũng sẽ là an toàn và chắc chắn hơn so với chiếc mũ bên đây. Thêm nữa là ở trong á, nó có cái điểm mút IPS bên má nữa. Nhưng mà cái nó bị cái nhược điểm á, là nó dùng rất là nhiều những con ốc vít và một cái lượng nhựa để ốp trong nữa. Một chút xíu mình sẽ tháo ra cho bạn coi. Còn chiếc mũ này á, các bạn sẽ thấy nè, ở phần này là phần simili, họ ăn gian đi một chút xíu. Đó, bạn thấy không? Ở đây nè, nó là nguyên một cái mảng nhựa luôn. Còn đây là cái phần simili, cái ở ngoài nó ốp vô. Và cái này á, nó không có cái dây viền, cho nên cái tổng thể của cái nón nhìn nó sẽ gọn và nhẹ hơn một chút xíu so với cái mũ bên đây. Đó, bạn thấy nó không có dây viền nè. Còn đây nè, nguyên một cái mảng là cái dây viền đúc nè, phải không? Nó sẽ cho cái chuyện nhìn nó chỉnh chu, nó đẹp hơn, nhưng mà đồng thời cái khối lượng nó cũng tăng lên và cái nón nhìn cũng to hơn tương đối so với cái mũ bên đây. Mình sẽ đội thử cái mũ này luôn cho bạn coi ha. Chiếc mũ này thì nó đội vô nó sẽ về sâu xuống vậy ha, cài cái dây quai lại một cái. Cái kính này nó nhọn và nó chú chú ngoài trước nè, nó cũng che hết luôn tầm mắt của mình nha. Đó, bật xuống một cái là bạn thấy như vậy. Bật lên, bật xuống ha. So với cái mũ này á, cái mũ này cái kính nó sẽ tròn và nó quặm chút xíu. Cái điểm mà mình nói nữa là ngoài cái khối lượng, cái mũ 878 á, nó nặng hơn 300g. Và cái kiểu ở ngoài nhìn nó to nó hơn, nó che phủ nhiều hơn. Và cái kính cũng vậy luôn, cái kính này thì tương đối mỏng nha. Kính này thì dày hơn chút xíu, kính này dày hơn chút xíu. Và cái ngàm kính á, thì mình nói cái ngàm kính này nè, nó sẽ tiện cho các bạn tháo ra tháo vô, nhưng mà nó sẽ mỏng manh hơn. Ngã rớt thì nó sẽ bung ra, nó rất là dễ bị bung ra nha các bạn, cái ngàm kính kiểu này nè. Còn ngàm này á thì nó sẽ thiếu tính cơ động, là tháo mở nó sẽ lâu hơn, bạn sẽ dùng lực nhiều hơn hoặc là dùng thêm công cụ cái vít dẹp đó. Nhưng mà được cái là nó sẽ rất là chắc chắn, và chuyện trượt lên trượt xuống mà an tâm, bạn cầm bạn bật vậy nè, bạn không có lo sợ nó bung ra. Còn cái này á thì mình rất là ngại mà chuyện mà bật lên bật xuống á, tại vì những cái này nè nó sẽ mỏng manh hơn nhiều, nó không có một cái gì đó áp bên ngoài vô hết trơn. Thì kiểu các bạn tưởng tượng, các bạn nhìn thôi các bạn sẽ thấy được cái chuyện đó rồi.
Thêm nữa mà mình nói một cái chuyện, từ khi mà giới thiệu cái dòng mũ Yuhi 878 á, là cái firm nó firm châu Âu, cho nên khi đội á, mình sẽ bị cái chuyện á, là nó sẽ dư độ dài và nó thiếu chiều ngang. Cùng là vòng đầu 57 thì nếu như bạn đội cái nón này size M, cái khả năng rất là cao, tại người Việt cái đầu á, là bè ra hai bên, người ta gọi là Asian fit á, là nó sẽ có chiều ngang nè, đội á, thì cái chiều dài nó sẽ dư nhiều nhưng mà nó hẹp, nó sẽ cấn cạnh đầu này nè, buộc các bạn phải lên một size. Cái chuyện này là từ cái ngày giới thiệu mũ này mình đã nói rồi, chứ không phải là mới đây mà ra cho mũ mình nói. Còn cái mũ này á, thì được sản xuất bởi Zerk, nó sẽ cho cái chuyện á, là hai bên đây nè nó rộng lắm, các bạn không phải lo chuyện đó nha. Đội á, là hầu như là nó chỉ bị cái trường hợp á, là ôm hai bên má là do cái này nó dày thôi, chứ còn trên vòng đầu nó sẽ thoải mái. Thì cái phạm vi của bảo vệ của nó này á, nó ít hơn á, là nó sẽ kém hơn tương đối là một nè. Và thứ hai á, thì mình nghĩ cái nón này nè, nó sẽ phù hợp dành đi lanh quanh nội thành, đi ngắn, tốc độ không quá cao á, thì nó vẫn đủ sức bảo vệ tốt và tốt hơn nhiều so với mũ nửa đầu hoặc là những cái mũ 3/4 không có kính nha các bạn. Đó. Thì nói chung á, là về an toàn á, thì mình vẫn đánh giá cái mũ này nó cao hơn. Ví dụ cái này được 8 điểm, cái này 9 điểm rưỡi đi. Đó. Nhưng mà về cái độ thoải mái để mà đội, để mà đi lâu dài á, nó không làm cho các bạn bị chì, bị mỏi cổ, bị đau á, thì các bạn chọn cái mũ này á, nó sẽ tốt hơn và ngoại quan tương đối của nó sẽ nhỏ hơn. Cho nên á, những cái bạn nào á, mà ngại cái chuyện á, đội cái mũ to nặng á, thì chiếc mũ này là một cái cứu cánh cũng như cái sự thay thế hoàn hảo cho mũ này. Hai chiếc mũ này nói thật luôn á, mình bán cái lợi nhuận nó bằng nhau, cho nên bán mũ nào cũng được hết. Vấn đề là mình chỉ trải nghiệm cái cảm nhận của mình và mình chia sẻ cho các bạn để các bạn thấy được á, ok, chọn cái mũ này an toàn hơn, nhưng mà nó sẽ nặng hơn nha. Nó sẽ có thể gây mỏi cổ nè, nó sẽ cồng kềnh, nhìn nó to hơn. Cái mũ này á, rõ ràng độ an toàn, cái bộ che phủ nó kém hơn, nhưng mà về lâu dài các bạn sử dụng á, nó không khiến bạn khó chịu bằng mũ này. Nó thoải mái hơn, ở trên cạnh đầu nó thoáng, nó dễ chịu, nó không bị bó nè, và nó nhẹ hơn nữa, cho nên sử dụng lâu và bền và dài á, nó không có gây, gọi là nó giảm cái khả năng xảy ra tai nạn, tại nó không làm bạn mệt mỏi. Đó, bạn thấy không, cái chuyện mà mình phân tích á, nó dựa trên cái sự sử dụng thực tế và bạn có thể tưởng tượng ra được cái chuyện đó ha. Còn cái giá bán thì hai chiếc mũ này y chang nhau hết. Nó rồi bạn thích cái nào thì chọn cái đó thôi. Ngày xưa cái mũ này nó tới 1,6 triệu rồi, nó tự nhiên mắc không qua nhiều quá, cho nên có một sự rào cản. Bây giờ hai chiếc mũ này bằng nhau, tính năng tương đương và những cái lợi hại nãy giờ mình đã trình bày rõ ràng hết. Các bạn cứ cân nhắc. Còn nếu mà tốt nhất các bạn tới đây bạn thử thôi, đội hai cái lên, thấy cái nào nó ok, nó good đó, thì chọn cái đó thôi. Tùy cái chuyện mà bạn hy sinh, bạn lựa chọn đó ha. Rồi, ok các bạn, xin chào, hẹn gặp lại.